Khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu đưa tay chạm đến người ấy và phán: Ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức người phong hủi được sạch. Đức Chúa Giêsu căn dặn: Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy như một lời chứng cho mọi người. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài: Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán: Ta sẽ đến chữa lành cho nó. Viên đội trưởng đáp: Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành, vì chính tôi ở dưới quyền người khác. Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này đi thì nó đi, bảo tên khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm. Nghe vậy, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: Thật ta bảo các ngươi, ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ta bảo cho các ngươi biết, từ đông phương tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong vương quốc thiên đàng. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng. Rồi Đức Chúa Giêsu phán với viên đội trưởng: Hãy về đi, ngươi tin thể nào thì sẽ được thể ấy. Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. Kế đó, Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt nằm trên giường. Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt liền khỏi bà, rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.